này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ một ngày ở trong bệnh viện nha. Ui da, tự nhiên bạn này vô bạn nó chích mình. Này, ủa, ui có cái kim nữa nè. Chết đỏ, Happy sẽ chích bạn này. Ủa cái này mình có thể chích được luôn nha. Đây, Happy đang mặc đồ bệnh viện nè các bạn ơi. Trời ơi, bạn này có lợi chích cho Happy hoài. Tại vì Happy là bệnh nhân luôn á các bạn ơi. Tại vì Happy là bệnh nhân thôi. Đó, ui, mình có thể chọn color xe luôn nè. Tức là màu xe đó. Này, nhấn vô. Ủa, nó có làm màu gì đâu trời ơi. Trời ơi. Rồi xong. Bây giờ Happy sẽ đi xuống xe cái. Đây đây đây. Ui đây là. Ui Happy bị teo rồi bạn ơi. No, Happy không phải là baby. Happy là baby. Ui, ui các bạn có mặc đồ của ai? Sẽ quý game vô đây luôn hả? Trời ơi, vô đây trông vui quá ha. Đó, mặc cái miệng nó đi. Rồi cách nào nhâm. Happy sẽ mặc cái áo bất kỳ nha bạn. Ui, ở đây có rất là nhiều bộ đồ rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Nhưng mà Happy sẽ không có mặc. Happy sẽ ngậm kẹo thôi. Cái kẹo gì mà lớn thế. Ủa, Happy sẽ bỏ cái tóc nè. Happy sẽ bỏ cái tóc, Happy sẽ mang cái tóc này. Trời ơi, Happy không muốn đầy cái mặt này đâu bạn ơi. Happy sẽ đỡ lại cái mặt. Đó, trời ơi, cái mặt nhìn ngáo quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ Happy sẽ đi chạy vô chỗ chăm em bé á nha. Sẵn Happy sẽ đi giới thiệu. Ồ, mà quên, Happy đâu có bị gì đâu mà Happy đi ngồi xe lăn này. Rồi xong, đi vô đây. Ồ, đây là chỗ bị bệnh nè. Happy chạy nhanh luôn lên giường á, Happy chạy phiên bản lắc cực mạnh luôn bạn ơi. Nãy Happy bị sét đánh trúng á, cái Happy chạy nhanh luôn. Giỡn hết chứ, đâu ra mà sét đánh trúng. Rồi thôi, ở đó là phòng cho mấy bệnh nhân nè. Đây là phòng cho nhiều người. Trời ơi, mấy người này đang giành giường của nhau. Happy không có giành. Happy sẽ đi tìm gọi là cái phòng để Happy ở. Hello. Ui nhấn cái này. Cái này là cái gì đây? Trời ơi, bạn nhìn nè, cái giọng nước, cầm cái giọng nước lên. Trời ơi, có lợi rửa tay nè, cái nước tự động, chủ rửa tay tự động nha. Rồi đây là đi ra ngoài phố. Bây giờ Happy sẽ đi lên lầu. Người nào mà ngồi xe lăn thì đi chỗ này. Người nào mà kiểu là, ấy da, cái gì dây. Người nào mà cái chân bình thường thì sẽ đi bên này nha. Rồi sao các bạn ơi. Ui, mình có thể leo lên đây được luôn. Đây là người, cái bạn này luôn. Tại vì Happy là em bé, Happy có thể leo lên. Cái gì vậy trời ơi, nhìn thấy ghê. Ghê quá các bạn ơi. Thôi chạy về phòng. Đây là phòng 207. Ok, ai mà muốn ở phòng riêng nè. 208, trời ơi cái phòng 208. Còn có cái gương để nhìn qua nhìn lại nữa nè. Rồi sao bây giờ Happy sẽ đi là đây. Đây là gì đây, ngồi hả? Thôi Happy không có muốn ngồi đó. Nằm hả? Không nằm đâu. Rồi đây là gì đây, trời ơi nhảy. Nhảy hả? Nhảy gì cũng được. Rồi bây giờ Happy sẽ mặc đồ. Ui, con gì này dễ thương quá nè. Con thỏ, con mặt tục thỏ rất là dễ thương luôn. Rồi bây giờ Happy sẽ mặc đồ. Nãy giờ Happy không để ý là có đồ luôn. Nó mặc cái áo, mặc cái quần vô. Đó, trời ơi, nhìn dễ thương chưa. Rồi xong, bây giờ Happy sẽ đi tìm mấy gọi là mấy cái phòng khác. Ui, ở trên đây chỉ dành cho những người mà đi được bình thường thôi nha. Đây là mấy cái phòng. Đây là mấy cái phòng gọi là phẫu thuật hay gì á, Happy không biết. Ui, cái phòng này là cái phòng ray gì đó. Ai lên đây nằm cái. Happy không lên đâu. Chỗ đó để massage điện. Ghê quá, Happy giỡn thôi chứ chỗ đó để gì Happy không biết. Để xử lý mấy cái người mà bay vậy đó các bạn ơi. Ở đây là cái phòng để trữ mấy cái thuốc nè. Nhưng mà sao, nhưng mà khám bệnh cho bệnh nhân thì cái hết thuốc luôn. Đây là cái ông chết. Ây ui. Oh my god, cầm cái này sao Happy được đi ra ngoài luôn. Oh my god. Trời ơi, công nhận hay thì chứ vậy mà Happy cũng đi ra ngoài được nữa. Happy cầm cái Happy đứng này nè, Happy phóng ra luôn. Trời ơi, ghê quá. Mà các bạn ơi, các bạn có để ý không nha. Tự nhiên Happy đang ở đây đúng không? Cái sao mà Happy phóng từ đây ra luôn. Trời ơi, ơi ơi, nó kỳ, nghe nó sao sao các bạn ơi. Nhìn nghe ghê quá hai các bạn. Hello bạn. Hello. Ây da, ui, Happy chạy nhanh nè. Bạn nó cho Happy cái Happy chạy nhanh luôn. Nè, và ở đây thì gồm có bộ trò chơi con mực nè. Gọi là mấy ông lính. Rồi các ông gọi là tổ chức về trò chơi. Rất là đã luôn. Ở đây mình sẽ quay trứng. Nhưng mà Happy đâu có, Happy có 300. Happy con này bao nhiêu đây? 500 lận. Còn cái này bao nhiêu? 200 mấy. Một hồng, ui, một hồng cũng rẻ chứ. Mua một con thôi.
Trứng gì đây? Wow, em gì vậy? Không biết em gì luôn. Ui, làm em đi mất quá trời tiền luôn. Đây đó, nuôi em nè, lấy em ra. Đó, cho em đi theo. Trời ơi, em đi cứ chút xíu mà cái em này to nghe bi nữa chứ. Ây nha, trời ơi, sao cái bạn này em thấy bi đi luôn. Trời ơi, ui, cái gì vậy? Trời ơi, muốn cho hay bi ở dưới nước hả? Muốn cho hay bi kẹt dưới nước hả? Ôi, hay bi kẹt thiệt các bạn ơi, trời ơi, kỳ quá. Mỗi lần mà hay bi cầm cái này là hay bi sẽ đi ra được nha các bạn. Tại vì cầm cái này nè, đó, các bạn thấy chưa? Trời ơi, không biết sao mà nó vậy luôn. Mà các bạn muốn thoát ra ngoài á, mà em bị kẹt á, cầm cái này lên là sẽ đi được. Nên bây giờ bây giờ hello, no. Cho cái tội nè. Ui da, rồi xong té luôn rồi. Cho cái tội hồi nãy cho hay bị kẹt nè. Rồi tội nghiệp mấy bạn này quá. Bị xe đẩy. Bạn này làm gì vậy? Hello. Bạn nằm, bạn nó nằm vậy luôn. Và bây giờ Happy sẽ giới thiệu mấy cái chỗ và là mấy cái shop gần đây nha bạn. Happy nó là một ngày ở trong tiệm mà Happy đâu có ở. Ồ là một ngày ở trong bệnh viện mà Happy không có ở. Đây là gọi là cái chỗ làm tóc. No, không mặc tóc. Đó, đã bảo là không mặc tóc rồi mà. Rồi Happy biết rồi. Thôi Happy sẽ đổi tóc lại. Happy sẽ để tóc này nhưng mà tóc này nhìn ngáo quá. Happy không có để, Happy để tóc. Tóc này cũng rất là kỳ luôn. Tóc nào Happy thấy cũng hợp hết luôn á. Rồi sao mà ở đây lại chị đây? Oh my God, Happy mất hết đồ luôn rồi bạn ơi. Đó, nhưng mà bây giờ mình phải mặc lại. Thì mặc bộ nào bây giờ cho nó hợp dễ thương lại. Còn bộ đồ, quên, đây là cái quần. Không phải bộ đồ. Đó, quần này, trời quần đi lính. Ủa sao bỏ không được các bạn ơi. Ủa Happy bị gì rồi, Happy bị lát rồi. Có cái áo ở đằng sau luôn, ừ lắm. Có cái bộ đồ, không phải bộ đồ mà cái gì bạn biết không. Cái cặp, cặp nhìn hài quá. Tóc hồng giống cho Michael Rap. Bây giờ bỏ tóc này đi. Xong đeo cái con này lên, đeo mắt kính. Trời mắt kính đeo vô nhìn hài quá. Trời ơi trời, con này nè nhìn hài chưa, nhìn ghê lắm luôn á bạn. Cái nón, nón là nón gì Happy không biết nữa nhưng mà nhìn nó kỳ quá. Còn ở đây là cái shop, chỗ mua đồ chơi các bạn ơi. Trời ơi, còn ở đây là gì đây? Chỗ bán đồ ăn, trời ơi, chỗ bán đồ ăn thôi. Sao bạn này kêu Happy lại cho khoai tây đúng không? Ok, khoai tây. Kêu gì ở chicken nè. Đó, chicken cho bạn. Bạn này ăn gì đây? Burger nè, burger belly nè. Đây là bạn đó nữa. Bạn đó muốn ăn burger belly nữa. Và bạn này ăn gì đây? Ăn nhùm nhùm. Này phải không? Bây giờ đây nè. Ơi trời, này nhân vật baby mà. Bạn này ăn gì đây? Ăn chicken nữa hả? Happy bán bánh hả bạn? Bạn này ăn dick. Mà thôi, Happy không có làm nữa. Nãy giờ Happy làm quá trời việc luôn. Đây là gọi là cái khu chung cư. Ai gọi là có tiền, có nhiêu đây tiền nè, mình có thể gọi là mua nha. Mua được mình chơi. Ê, giá cái gì vậy? Lên không nè các bạn ơi, lên không nổi. Cao, lên nổi. Mario, wow. Mickey, ê, giá cái gì vậy? Nổi nhật á, với mấy bạn kia hả? Nhưng mà không có ai đổi nhân vật với em. Ủa lộn, không có ai đổi con này với Happy hết á. Nên bây giờ Happy sẽ đi qua chỗ. Ôi đây là chỗ chăm sóc em bé nè. Đây là phụ nữ, đây là em trai, mấy em nam á. Đây là màu hồng để dễ cho dễ phân biệt nha bạn. Rồi còn ở bên này là cái dòng sông nè. Để chúng ta bơi nhưng mà mấy em nhỏ không được bơi. Tại vì nó rất là sâu luôn nha bạn. Nó sâu đến nỗi mà Happy còn bơi được nữa. Happy giỡn á. Rồi ấy da cái gì vậy. Rồi bây giờ Happy sẽ đi tiếp nha. Đi qua nhà này. Nhà này cũng phải mua nữa. Ui hello. Đó, cổng Happy. Ui cái gì vậy? Trời ơi mắc cười. Ui tưởng nó bạn nó đi vô nhà được chứ. Ui thả ra đi các bạn ơi. Yeah, Happy đi vô nhà rồi nè. Oh my god. Các bạn ơi thấy chưa? Mình có thể xin được, mình có thể vào đây được luôn. Hello. Hello nha. Trời tụi nghiệp bạn nó mà bạn nó không vô được. Bạn nó giúp tụi mình đi vô đó luôn. Đây là giường của Happy nè. Màu xanh luôn. Nhưng mà ra đây là giường của con trai chứ không phải con gái. Nhưng mà Happy vẫn thích màu giường màu xanh rồi. Đây là cái bồn tắm người lớn, bồn tắm cho người lớn. Còn đây là bồn tắm cho người nhỏ. Giỡn đó chứ nào phải bồn tắm. Nhưng mấy bạn đừng có đi chui vô nha. Rồi sao bây giờ Happy sẽ đi xuống lầu. Nó đã chứ. Trời ơi, ui, các bạn nó mặc cái quần gì vậy? Hello. Nè cái quần nè, cái quần gì vậy? Cái quần gì mà nhìn nó lưới lưới nè. Nhưng mà Happy hơi lùn, Happy không có lên rửa tay được. Happy phải đứng lên đây nè.
Đó, leo lên đây đứng, xong rồi mới chung vô đây rửa tay được. Trời, trang trí rất là dễ thương luôn nha bạn ơi. Thôi, bây giờ Abby sẽ tìm cách để đi ra ngoài nha bạn ơi. Mà chui ra ngoài hoài không được, Abby sẽ cầm xe này rồi. Abby đã đi ra ngoài được rồi và bây giờ Abby sẽ giúp mấy bạn kia đi nha, đi chơi. Mỗi lần mà Abby cầm chiếc xe mà không có lúc nào mà nó yên hết á. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Vừa hello, what's your name? Cái mấy bạn này chạy luôn. Oh my god, rồi nó bị cái gì kìa? Nó bị kẹt. Trời, hài quá. Abby có thể nhảy lên. Đấy, nhảy đi. Ui, ok. Ôi, gì kỳ vậy? Ôi, trời ơi, lên không nổi. Lâu quá. Đừng quá lên không nổi, bạn ơi. Cái gì vậy? Leo lên lưng không? Rồi, đây, cái chỗ của mấy bạn em bé nè. Đó, Happy nằm giường màu blue. Gì vậy? Ok, trời ơi, bạn này dẫn Happy sao mà tới đây luôn. Thôi, bây giờ Happy sẽ đi qua cái chỗ này. Đó, để ngủ nha. Trời ơi, bạn nó hết ăn kẹo, bạn nó treo kẹo lên lưng luôn. Trời ơi, nhìn mắc cười chứ các bạn. Nhìn dễ thương ha. Thôi, nhưng mà Happy không có muốn treo. Happy thích để bình thường như này nè, như người bình thường thôi. Đó, thôi bây giờ Happy đi xuống. Gì vậy? Trời ơi, ngậm bạn đó nữa. Nãy bạn nó cứ ẵm Happy đi hoài luôn các bạn ơi. Để bây giờ Happy đi vòng vòng có còn cái shop nào nữa không nha. Đây các bạn ơi. Đây gọi là cái chỗ ngân hàng nè. Ngân hàng để chúng ta đi rút tiền thôi. Thì Happy sẽ đi lên lầu. Ở chỗ này là cái mê cung luôn nha. Ai mà muốn chơi mê cung thì vô đây chơi mê cung với tụi mình. Chơi mê cung với Happy nè bạn ơi. Rồi các bạn biết cái này là gì không? Này là mê cung thiệt á các bạn. Ôi trời ơi. Đừng chúng ta đi né mấy cái. Mấy cái này. Ok né được rồi. Mất máu bạn ơi, mất máu. Đó, mua Happy có ở đây. Xong đùm. Yo, yeah, lắm. Chạy thoát thôi các bạn ơi. Chạy. Lắm tiền thôi, bây giờ mình chạy qua bên đó mình mua đồ. Nhảy ra. Các bạn không được nhảy giống Happy nha. Giống là mấy cái bạn nhỏ đó. Không có nên bắt chước Happy đâu nha. Rồi xong rồi đây. Ủa là giờ sao các bạn ơi? Các bạn có thể nào mà giải thích cho Happy biết không? Happy không có biết luôn. Ý là nó dẫn Happy đi đâu nữa, Happy không biết luôn. Đó, Happy mới đi cướp xong. Không phải đi cướp mà gọi là đi lấy tiền xong chứ Happy đâu có đi cướp đâu. Đây là cái chỗ làm việc của mấy cái cô nhân viên á. Đâu này, bây giờ Happy đi tìm. Tìm mấy cái chỗ kia nữa. Đây. Đây nè, la da nè. Đó, chúng ta cứ đi bình thường, đi y như không biết gì hết á. Trời ơi, các bạn đừng đi giống Happy nha, tới khúc đó hả né nha bạn. Bạn đừng giống Happy nha bạn. Trời ơi, mất vật luôn. Mất nhân vật đúng các bạn ơi, trời ơi. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn Happy thử thách ở trong bệnh viện nữa thì hãy nhớ like và share nha, cho Happy có động lực để Happy ở nữa nha các bạn ơi. Và giờ thì bye bye các bạn nha, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.